Đọc nhanh lớn nhỉ, vừa mới hồi là bà nó cho thế nào, bà mai không biết nó có về đây không là giả. Ôi cái này có giật được không coi, cuộn cuộn cho bà cái. Cái dây điện nó không cứ nằng nhằng này vào hết rau bà. Đây, ta rủ ở đây. Đấy. Lấy cái rau này nó canh. Thả sáng mà rồi, từ hôm mất tất cả giờ tình hốt nó bắt. Đây thì quên nó không bảo bảo. Ở đây thì thôn một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen. Thì bây giờ lại các cụ quất núi thì chúng tôi cũng muốn là tôi muốn chứ tôi cũng không rủ ai cả, tôi thì bảo tôi không đi đâu. Thì thôi các bác làm ơn cho tôi ở tại đây. Thôi tôi thị túc cũng được. Tức là tôi ở đây tôi còn hương khói cho những người quất núi. Thế đấy, tôi có cái nguyện vọng của tôi là đèn hương cho những người đã qua đời, đã quất núi, là ở đây với nhau rồi. Thế tôi thương lắm. Bà cho con biết là bà đến đây từ năm bao nhiêu tuổi và Tôi lên đây từ năm 21, 68, mới bắt đầu có bệnh viện Vĩnh Phú mà. Thì mới bắt đầu 68 thì có cái bệnh viện nhập bệnh nhân là tôi lên đầu tiên. Hồi để bà lên đây thì bà kể qua cái vùng này đấy như thế nào? Bà thì lên đây thì bà cũng phá hoang vỡ rộng, cấy rồng đủ kiểu. Lúc nào cũng khuất đất đây, nhà quê mà. Lúc nào ông khai hoang vỡ dặn chỗ chả chỗ nào là chỗ không có như trước đây ấy, thì đá sỏi gai góc, đường đi không có thì cứ phải đi làm đấy. Bà ở đây thì bà có trồng được rau cỏ và nuôi thêm được con gia súc là đây bà nuôi đây này, vừa nuôi hai nái chó đây thì nó bỏ bà cả hai, thì nó mới đẻ được năm thứ nhất thì nó bỏ bà, rốt ban ngày thì bà thả bà trông. Ban đêm mà rốt đây là có cái cửa mắt kia cả đây, cái cửa này nó vứt ấy vào, nó vứt bà vào. Bà thì hai chó con đó cứ phải là bầu bạn của mình những lúc buồn. Bầu bạn, nẻ hai con mèo, hay hai con chó con với hai con mèo là bốn con ăn cùng một bát. Bà luyện cho nó ăn cùng chung nhau tất. Thế là bầu bạn bây giờ nó bồ côi, từ lúc nó mở mắt, thế là bà cứ mớm cơm cho nó thì bà cứ gọi cái gái. Ở đây cơm nấu bao nhiêu cả các cháu nó cho động từ sáng hôm qua hôm nay mới nhớ nó cái con. Làm chỗ đi đâu về cái bệnh của chúng tôi, bệnh khỏi thì cái tật nó không khỏi, việc các cái gân cốt hay là nó tàn phế từ cả cái dây thần kinh, thế là kể cả da thịt nó cũng tàn phế vì nó tê rồi nó mất cảm giác. Nhà tôi bà năm nay 75 tuổi rồi. Tôi mắc về nhà tôi còn bây giờ lúc trẻ thì lấy nhau. Thế mà bà thì là người không bệnh tật, lúc bấy giờ người ta lấy mình, bây giờ mình để ta sống cô đơn quá không lương tâm. Cho nên tôi phải xin ở lại để trông nom bà. Ở đây bây giờ còn bao nhiêu cụ xin ở lại ạ? Dạ, bây giờ là coi là còn 10 người. Thì các bà là mấy một số người chúng tôi ở đây là vì có người thân nằm lại ở đây, thế cho nên là người ta không đi để xin tình nguyện ở lại chứ không phải là chống đối nhà nước, mà tình nguyện ở lại đây là rau cháo rồi thì là chăn nuôi con gà ăn quá là được nhiều ăn nhiều lo, nó đói để trông nom những linh hồn còn lại.